Xin được chuyển sang một thông tin tiếp theo. Tiếp tục thông tin về vụ việc liên quan tới ông Nguyễn Đức Trung. Theo các luận điều tra mới nhất, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung chỉ đạo mua chế phẩm Ridoxy 3C công ty Akitic. Công ty gia đình ông Trung sở hữu 40% vốn điều lệ và để công ty này được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng với số tiền hơn 36 tỷ đồng. Sau đó, thì ông Nguyễn Đức Trung yêu cầu ông nguyễn trường giang cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ a à, tích lấy số tiền lợi nhuận mang tặng quà nhà tài trợ với số cơ quan tổ chức nhằm đánh bóng hình ảnh tên tuổi phục vụ mục đích chính trị của mình tại cơ quan điều tra ông nguyễn đức trung thừa nhận việc ông vận động ông giang tài trợ tặng quà cho các đơn vị trên địa bàn hà nội nhưng ông trung khẳng định khi vận động ông giang ông không yêu cầu bắt buộc người này phải tài trợ tặng quà cho những đơn vị mà kết luận điều tra đã nêu trong quá trình làm việc từ năm 2016 đến năm 2020, hàng năm có rất nhiều sự kiện của các quận, huyện, thành phố và các bộ ngành trung ương đều có những danh mục đầu tư kêu gọi các nhà hảo tâm và cộng đồng doanh nghiệp tài trợ. Căn cứ vào những yêu cầu này, lãnh đạo thành phố nói chung, trong đó có ông Trung, thông tin cho các cá nhân, doanh nghiệp về những danh mục cần tài trợ, sau đó họ tự tìm hiểu, nghiên cứu thấy phù hợp với khả năng và công việc để quyết định tài trợ. Ông Trung Khai, ngoài vận động cựu giám đốc công ty Arctic, ông cũng cùng những lãnh đạo khác của Hà Nội vận động nhiều doanh nghiệp, cá nhân khác hàng nghìn tỷ đồng để tặng quà và tài trợ, và ông Trung chỉ nhờ ông Giang là với tư cách cá nhân chứ không liên quan gì tới công ty Arctic.